Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn lập lịch đăng bài lên trên các nhóm mà bạn quản lý bằng phần mềm Plus Scheduler. Vậy đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào tab Group Real Time. Ở trong phần danh sách token ở đây, các bạn nhập mỗi dòng một token, mỗi dòng một cookie hoặc mỗi dòng một định dạng user gạch path gạch cookie gạch token. Bây giờ mình sẽ dán cookie của hai tài khoản Facebook vào trong phần danh sách này. Cookie của tài khoản Facebook đầu tiên. Dán. Cookie của tài khoản Facebook thứ hai. Và các bạn nhớ là mỗi cookie mình để vào một dòng khác nhau. Sau đó các bạn nhấn thêm. Ngoài ra các bạn cũng có thể đăng nhập vào bằng cách sử dụng username và password giống như đăng nhập trên Facebook thông thường. Như vậy mình đã thành công thêm 5 nhóm mà mình quản lý vào phần danh sách bên dưới. Bạn có thể click chọn hoặc không chọn bằng cách tích hoặc bỏ tích vào những nhóm mà bạn muốn đăng bài lên. Tiếp theo, trong mục hẹn giờ đăng tường, các bạn click chọn Earth để hẹn giờ đăng bài. Tab hẹn giờ đăng bài thì hiện ra, các bạn click chọn Earth tiếp để thêm bài viết. Các bạn nhập nội dung bài viết mà các bạn muốn thêm. Ví dụ, các bạn có thể thêm các biểu tượng R và V kép để random biểu tượng mặt cười, tránh trùng lặp nội dung khi mà mình đăng bài. Nếu bạn muốn đăng status, bạn tích vào mục đăng status. Nếu bạn muốn đăng ảnh, bạn tích vào mục đăng ảnh, nhấn chọn ảnh để tải ảnh mà bạn muốn đăng lên. Nếu bạn muốn đăng link và bài viết, các bạn tích vào mục đăng link và bài viết, đồng thời nhập link hoặc là bài viết mà bạn muốn đăng vào mục ô trống này. Nếu bạn muốn đăng ra đụng ảnh, với số lượng ảnh là bao nhiêu ảnh, các bạn click chọn follow ảnh để tải follow ảnh ở trong máy tính của bạn lên. Nếu bạn muốn đăng video, các bạn tích vào mục đăng video, nhấn chọn video để tải video từ trên máy tính lên. Nếu bạn muốn lấy bài từ page, ID hoặc là profile, các bạn nhập ID của page hoặc profile vào ô trống. Đồng thời chọn lấy link video, photo hoặc status để đăng lên trên các page của bạn. Sau khi đã hoàn thành xong, các bạn click thêm. Bạn cũng có thể lựa chọn thời gian đăng cho từng bài. Ví dụ, mình chọn thời gian đăng là 17 giờ. Bạn có thể lựa chọn đăng trong một ngày duy nhất và bạn chọn ngày đăng trong lịch. Hoặc bạn có thể lựa chọn đăng lặp lại và tích vào những thời gian mà bạn muốn đăng lặp lại. Sau đó bạn click OK. Bạn có thể tiếp tục nhập nội dung của các bài đăng khác để hẹn giờ đăng. Và bạn chọn thời gian đăng. Đồng thời chọn nhóm mà bạn muốn đăng ở danh sách nhóm phía bên dưới bằng cách tích hoặc bỏ tích vào đầu của những nhóm này. Sau đó nhấn OK. Thời gian delay bạn nên để từ 10 đến 20 giây. Để hạn chế tình trạng bị checkpoint. Thời gian càng lớn thì hạn chế checkpoint càng lớn. Bạn cũng nên tích vào mục ưu tiên sử dụng cookie để tương tác. Đồng thời, sau khi hoàn tất các bước trên, bạn click New và bắt đầu. Như vậy là phần mềm đăng check những nhóm mà bạn quản lý để có thể đăng nội dung bài viết. Đồng thời thì trong phần nội dung của bài hẹn giờ đăng ở đây, các bạn có thể tích hoặc là bỏ tích để chọn những bài viết mà bạn muốn hẹn giờ đăng. Sau khi bạn đã lập hẹn giờ đăng của từng bài viết, bạn có thể thấy là mình hẹn giờ bài đăng đầu tiên là lúc 17 giờ, thì lịch sử đăng đã được đăng lên trên tường của các trang của mình. Đây chính là lịch sử được hiện vào ô ở phía góc bên trái, bên dưới của màn hình. Các bạn có thể kiểm tra lại trong phần nhật ký hoạt động hay trên các group này. Khi muốn kết thúc, bạn chỉ cần click kết thúc để kết thúc quá trình đăng bài này.